Chào mừng bạn đã trở lại với kênh của mình, một kênh hướng dẫn guitar dành cho những người thực sự có đam mê và mong muốn được học một cách bài bản. Mình là Trường, đã tốt nghiệp chuyên ngành guitar tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong bài học này, bạn và mình sẽ cùng nhau thực hành tập luyện kỹ năng trên vòng hợp âm, giọng, đô trưởng và la thứ. Việc thực hành kỹ năng là một điều rất quan trọng cho các nghệ sĩ đệm guitar, bởi bằng việc bạn tập luyện hàng ngày chuỗi các hợp âm trên cùng một giọng sẽ giúp bạn có được phản xạ, tốc độ cảm âm cũng như sự mượt mà khi luân chuyển từ hợp âm này qua hợp âm khác. Thực tế đã chứng minh khi bạn tập luyện thường xuyên trên vòng hợp âm thì khi đệm đàn, bạn sẽ tự hình thành cho bản thân được kỹ năng mà không cần phải suy nghĩ hay tính toán các bậc trong giọng quá nhiều. Tất nhiên là bạn phải đầu tư lượng thời gian nhiều cũng như sự kiên trì, thói quen tập luyện hàng ngày thì mới có thể đạt được thành tựu và kỹ năng quan trọng này trong việc đệm guitar. Bởi muốn thay đổi chất thì phải thay đổi lượng, lượng chưa đủ thì chất chưa đổi. Và ngay bây giờ, bạn và mình sẽ bước vào phần thực hành. Từ bài học này đến các bài học sau, chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện kỹ năng trên vòng quãng 4 ở các giọng phổ biến. Đầu tiên sẽ là giọng đô trưởng. Trong giọng đô trưởng trên vòng quãng 4, chúng ta có sự chuyển tiếp các hợp âm theo thứ tự như sau: đô trưởng, pha trưởng, mi thứ, la thứ, rê thứ và son 7. Ngay bây giờ mình sẽ chơi thực hành. Các bạn có thể chơi tiết tấu giống mình hoặc lựa chọn các tiết tấu khác tùy ý. Theo sẽ là vòng quãng 4 trên giọng la thứ. Chúng ta có sự chuyển tiếp các hợp âm theo thứ tự như sau: la thứ, rê thứ, son trưởng, đô trưởng, pha trưởng, si giảm 7, mi 7. Cách bấm hợp âm si giảm 7 mình có để trong hình minh họa. Hàng ngày, bạn hãy tập luyện các vòng hợp âm, giọng, đô trưởng và la thứ như trên. Ngoài ra, bạn cũng có thể chơi các hợp âm đó ở các thế bấm cũng như tiết tấu khác nhau theo ý bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay muốn kết nối cùng mình thì đừng ngần ngại. Hãy trao đổi với mình trong đường link ở phần mô tả, cũng như xem thêm các kiến thức về guitar tại website trườngguitar.com. Xin chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ bên âm nhạc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.